Gần đây trên mạng xã hội cũng khá là nhiều người chỉ về cái bài thuốc của cái cây lưỡi hổ này. Thì cái cây lưỡi hổ này nó là một loại cây mà để nói nó là một cây trong phong thủy khi sử dụng, nhưng mà nó có cái chất alkaloid ấy, là cũng có độc đấy. Do đó thì để bài thuốc em muốn khuyên mọi người là nó có khá nhiều bài thuốc điều trị các bệnh, ví dụ như là mọi người có thể dùng viêm họng này, hay là với những người bị viêm tay giữa thì mọi người có thể sử dụng những cái dược liệu khác. Còn với cây lưỡi hổ này em khuyên là nên sử dụng ngoài da để tốt hơn. Và có một bài thuốc này em muốn giới thiệu mọi người, thì là đó là những người bị viêm da ấy, viêm da cơ địa này, hay ngứa ngáy khó chịu thì có thể sử dụng cho em cái cây lưỡi hổ này. Mọi người cứ dùng cái lá này rửa sạch nước muối loãng này, giã nát, sau đó là mọi người đắp cả 3 lớp nước vào cái vùng da bị viêm da ấy, bị ngứa ngáy khó chịu ấy, thì nó sẽ cải thiện rất là nhanh. Vì cây lưỡi hổ này nó có tác dụng rất là tốt trong cái điều trị viêm da ấy. Thì còn với những bài thuốc em đã nói rồi, thì một số người trên mạng có chỉ về những bài thuốc về viêm loét dạ dày này, hay là viêm tay giữa, hay là viêm họng ấy, thì thực ra sử dụng cũng được thôi, nhưng mà theo em là không nên sử dụng. Và nếu như bần cùng không có thì phải sử dụng, thì mọi người nên sử dụng cho em dưới 12 gram cây lưỡi hổ này một ngày nhé, bởi vì nó có những thành phần không tốt cho cơ thể. Đấy, thì mọi người chỉ nên sử dụng ngoài da là tốt nhất. Thì mọi người cần tư vấn bệnh hay thuốc đông y, hay những sản phẩm ví dụ đặc biệt trị viêm da về đông y, có thể liên hệ trực tiếp với em theo số là 0989 517 397 hoặc comment bên dưới.